Hướng dẫn bài số 6. Bài số 6 đặt câu hỏi là lượng chất phóng xạ đã bị phóng xạ sau khoảng thời gian, chứ không phải hỏi lượng vật chất còn lại. Nên hôm bữa là hướng dẫn các em làm là sai hết rồi. Chỗ này là delta M là bằng M trừ cho M bằng M0 trừ cho M, tức là em bằng khối lượng ban đầu trừ cho khối lượng nó bị phóng xạ, trừ cho khối lượng còn lại, M là khối lượng còn lại. Vậy thì chỗ này sẽ là M0 trừ cho M0 nhân cho 2 mũ trừ T nhỏ chia T lớn bằng M0 đặt nhân tử ra 1 trừ cho 2 mũ trừ T nhỏ chia cho T lớn. M0 là bằng 1 trừ cho 2 mũ, thời gian bằng 2 lần chu kỳ, vậy thì chỗ này là 2T chia T đơn giản với nhau. Vậy đây sẽ là 1 nhân với 1 trừ cho 2 phần trừ 2, tức là bằng 1 nhân với 1 trừ cho 1 phần 4 thì sẽ bằng là 3 phần 4, tức là bằng 0,75 kg. Đi hết gần nửa lớp ngay chỗ này. Rồi, chúng ta nhìn kỹ lại ngay chỗ này. Thì thầy sẽ bấm máy. Đây, bấm máy. 1 nhân cho 1 trừ cho 1 phần 4. Không nhấn 1 phần 4 luôn. Nhấn 1 trừ cho 2 mũ trừ 2 luôn. Bằng, thấy chưa? Bằng 3 phần 4. Bằng 0,75 kg. Đó là đáp án của câu số 6. Vậy, câu số 6 này thì chúng ta nhìn kỹ lại. Vậy, khối lượng của chất phóng xạ mà là còn lại thì chúng ta nó sẽ là khối lượng còn lại là M0 nhân cho 2 mũ trừ T nhỏ chia T lớn. Còn mà bị phóng xạ thì lại là delta M là bằng M0 trừ cho M bằng M0 nhân cho 1 trừ 2 mũ trừ T nhỏ chia T lớn. Lưu ý nha,